Thưa quý khán giả, Trần Hưởng với chủ đề Ký giả điếu cầy, vật tế thần tự do của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tù nhân lương tâm Việt Nam, ông điếu cầy Nguyễn Văn Hải được thả khỏi nhà tù vừa bước chân tới Mỹ ngày 21 tháng 10 năm 2014 thì sau chuyến viếng thăm Việt Nam 5 ngày, tức là ngày 26 tháng 10 năm 2014, tại Hà Nội, ông phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski cho báo chí biết rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam, kể cả quan hệ hợp tác an ninh và đi đến kết thúc đàm phán Hiệp định Kinh tế Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Nhưng những điều đó chỉ xảy ra với điều kiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam phải được cải tiến nhiều hơn nữa. Chuyện trong năm nay Việt Nam đã trả tự do cho 12 tù nhân lương tâm. Nhưng nhân quyền không được cải thiện nếu nhà nước trả tự do cho 12 người này và lại bắt giam 12 người khác. Chính phủ Việt Nam phải cải tổ luật pháp để thực hiện đúng những điều được ghi trong hiến pháp, ban hành hồi năm 2013 về quyền tự do của người dân và thi hành đúng những điều nhà nước đã cam kết với cộng đồng thế giới. Trong những cuộc thảo luận với các quan chức Việt Nam, ông đã trình bày rằng một số điều khoản trong bộ luật hình sự của Việt Nam không phù hợp với những văn kiện về nhân quyền và dân quyền mà việt nam đã ký kết ngược lại những điều khoản này được ban hành với mục đích gây khó khăn không cho người dân được quyền tự do hội họp tự do phát biểu tư tưởng ông nhắc lại hoa kỳ luôn mong muốn có quan hệ tốt bền vững với việt nam y như quan hệ mà washington đang có với những nước đồng minh châu á châu âu và những nước ở các châu lục khác nhưng điều này chỉ thành hình với điều kiện việt nam phải tôn trọng những giá trị căn bản của con người và đó là lý do tại sao chính phủ hoa kỳ luôn luôn nhắc nhở đòi hỏi việt nam phải tôn trọng các quyền căn bản mà người dân bất kỳ quốc gia nào cũng phải được hưởng Thưa quý vị, chính phủ Cộng sản Việt Nam ngồi ngậm tâm chịu trận muối mặt với thế giới như thế này, không thấy la làng là xía vào nội bộ Việt Nam nữa như trước kia. Chỉ vì miếng mồi béo bở hiệp định kinh tế đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương và hy vọng được mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ. Nhưng cuối cùng, người dân Việt có được gì không? hay lại chỉ làm giàu thêm cho đảng cộng sản mà thôi vì mọi công ty giao dịch buôn bán trên thực chất là của đảng của gia đình con cháu đảng của quân đội của công an cảnh sát đã tuyên thệ trung thành tuyệt đối bảo vệ đảng cộng sản chứ không phải tổ quốc việt nam rồi vũ khí sát thương kia nếu mua về không phải để chống tàu mà để chống mọi lực lượng chống tàu và chống đảng cộng sản việt nam bằng vũ khí hiện đại hơn cho nên các tù nhân lương tâm trong đó có điếu cầy nguyễn văn hải là những vật tế thần cho đảng cộng sản việt nam sử dụng khi cần đến bất chấp mọi giá trị đạo đức nhân bản hay thể diện quốc gia chào quý khán giả và xin hẹn vào các chương trình khác